tử vi tuổi Canh Tuất 1970 trong tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta, và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nhờ biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng tư âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của tuổi Canh Tuất. Những quý gia chủ sinh năm 1970, mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Nếu bản mệnh là cấp trên, có thể yên tâm, dù là chuyện tồi tệ đến đâu, họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì thì sẽ làm đến nơi, đến chốn. Theo kịch phong thủy Gia Cát, dù là gặp việc khó khăn, trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác, mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của họ là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo, mà kết quả thường thấy là họ tự ôm rắc rối về mình. Vào tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Canh Tuất sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực. Vì vậy, tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Ngoài ra, tuổi Canh Tuất còn được quý nhân giúp đỡ, nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến quý gia chủ mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng, cho nên cần phải tự cân nhắc bản thân để không bị xa lầy. Quý âm thủy gặp Tuất Dương Thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Canh Tuất vốn là người thông minh, giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Canh Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất bản mệnh lại khá nóng nảy và cứng đầu, chỉ cần họ biết tiết chế, ắt hẳn sẽ thăng tiến trong sự nghiệp. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Kinh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Canh Tuất trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong tháng này, người tuổi Canh Tuất sẽ có những bước đột phá trong công việc, bản mệnh nhận được sự giúp đỡ từ người khác và nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bản mệnh hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Đều do người tuổi Canh Tuất tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bản mệnh luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Ngoài ra, kết quả bản mệnh đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của quý gia chủ trong mắt đồng nghiệp. Trong thời gian này, những gia chủ Canh Tuất mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để kích con đường công danh, tài lộc thêm phần nở rộ, thành công. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Trong tháng tư âm lịch, sự nghiệp sẽ mang lại cho những người tuổi Canh Tuất tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, bản mệnh vẫn cần là một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Còn với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít. Ngoài ra, bản mệnh là người biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Trong thời điểm này, bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bản mệnh sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ và có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán thị phi sẽ lợi bất cập hại. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vấn hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Canh Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng này, vận trình tình duyên của các gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 khá ảm đạm. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể xảy ra tranh cãi liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai cũng có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới, nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Ngoài ra, quý gia chủ nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp, nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, trong tháng tư âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng, thấu đáo, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Thời điểm này, tuổi Canh Tuất cũng nên xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của gia chủ, giúp quý gia chủ vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào dịp thời điểm này. Để tăng cường vận khí giúp con đường tình duyên được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ Canh Tuất nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải những mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, những người tuổi Canh Tuất cần chú ý nhiều hơn về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị lực, bản mệnh cũng sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu. Nguyên nhân cũng do chính việc này mà ra.
Cho nên, bản mệnh cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Bản mệnh cũng cần chắc chắn ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Chỉ cần gạt bỏ công việc sang một bên để tịnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Ngoài ra, gia chủ tuổi Canh Tuất nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, tam sát khai vận, Dần, Ngọ, Tuất của kênh phong thủy Gia Cát để đem lại sức khỏe, bình an trong tâm thức. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch, để quý gia chủ tuổi Canh Tuất có thể nắm rõ tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng tư âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4. Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch, tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu, dậu thành kim cụ, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 4, từ ngày 20 tháng 5 dương lịch, nạp sát, mậu thìn. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 4, từ ngày mùng 1 tháng 6 dương lịch, nạp sát, canh thìn. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 8 tháng 4, tức ngày 19 tháng 5 dương lịch, nạp sát, đinh mão, nạp âm, lô trung hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 4, tức ngày 31 tháng 5 dương lịch, nạp sát, kỷ mão, nạp âm, thành đầu thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Canh Tuất trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc lựa chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản mệnh, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.